Trong không khí hân hoan phấn khởi những ngày đầu xuân Tân Sửu, 1.400 tân binh của tỉnh đã hăng hái lên đường nhập ngũ, khoác lên mình màu xanh áo lính. Họ gác lại mọi việc riêng, đem theo hành trang là trái tim trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tất cả vì Tổ quốc thân yêu. Mưa phùn rơi lất phất, xen lẫn tâm trạng xúc động bồi hồi, xao xuyến, nỗi buồn man mác khi phải xa người thân. Nhưng trên hết, mỗi tân binh và gia đình của mình đều thấy rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc. Không khí giao quân năm nay là rất là trang nghiêm, là vui tươi. Mọi đồng chí lên đường nhập ngũ đều trong một với tinh thần là hết sức là phấn khởi. Tất cả đều là hướng với tinh thần là lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên tất cả các cương vị. Mỗi tân binh, mỗi điều kiện, hoàn cảnh và đến từ những địa phương khác nhau, nhưng họ đều gác lại tình cảm cá nhân, hăng hái, quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ. Tôi cảm thấy rất hào hứng, muốn được lên đường vào bộ đội để rèn luyện. Khi vào trong quân ngũ sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ được giao. Khi trở về sẽ đóng góp một phần công sức của mình cho quê hương. Trong giờ phút chia tay tạm xa nhau, mọi người đều chứng kiến tình cảm lưu luyến, xúc động của những người thân, bạn bè gửi trao đến các tân binh. Những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay bịn rịn, những lời dặn dò động viên của bố mẹ, các anh chị em, bạn bè, người thân như tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trẻ. Cháu năm nay là 20 tuổi, cháu vào đơn vị 202, cũng cố gắng động viên các cháu có mặt ở đây, động viên các cháu để cho các cháu nó có cái tư tưởng để nó vững chắc, để nó bước vào quân đội. Trước mắt là rèn luyện thân thể và rèn luyện trí tuệ để cho các cháu nó trở thành một con người tốt. Em năm nay là 20 tuổi ạ. Sau khi học về cảm tình đảng thì em cũng nhận biết ra rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là một niềm vinh dự lớn của mỗi công dân. Thế nên em đã tự xuống xã và viết đơn tình nguyện để đi thực hiện nghĩa vụ. Lần đầu thì em vào đấy chắc cũng bỡ ngỡ, nhưng mà em sẽ quyết tâm và cố gắng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà quân đội giao cho. Lễ giao nhận quân của các địa phương trong tỉnh diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đảm bảo đúng kế hoạch và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người tham dự. Với quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tân binh sẽ thi đua rèn đức, luyện tài, tôi luyện ý chí, bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương.